cùng mức giá, chọn Mitsubishi Ace CVT 2022 Nissan Sunny XV Quiet. Mitsubishi Ace 2020 và Nissan Sunny đang là hai mẫu xe có giá bán rẻ nhất phân khúc sedan hạng B tại thị trường ô tô Việt Nam. Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Mitsubishi Motor Việt Nam MMV giới thiệu mẫu xe Ace 2020 thế hệ mới với hai phiên bản nâng cấp MT và CVT. Đi cùng những nâng cấp mới trong thiết kế ngoại thất, nội thất, tiện nghi và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan là giá bán khá cạnh tranh so với phiên bản trước, chỉ từ 375 đến 460 triệu đồng. Như vậy, Mitsubishi Ace 2020 bản cao nhất Ace CVT 2020 hiện có mức giá chỉ thấp hơn Nissan Sunny XV Quiet 5 triệu đồng, Nissan Sunny có giá từ 400 đến 465 triệu đồng. Theo đó, bản CVT của Mitsubishi Ace 2020 sẽ có giá bán 460 triệu đồng, chỉ thấp hơn 5 triệu đồng so với Nissan Sunny XV Quiet. Mức giá tương đồng, liệu trang bị của hai mẫu xe này có thật sự tương xứng? Cùng nằm trong phân khúc sedan hạng B, nên kích thước của Nissan Sunny và Mitsubishi Ace 2020 không quá chênh lệch. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm xe của Mitsubishi Ace cao hơn, nhưng lại có chiều dài cơ sở ngắn hơn Nissan Sunny. Về trang bị an toàn, Nissan Sunny XV Quiet được trang bị cảm biến lùi, trong khi Ace CVT 2020 được trang bị Cruise Control. Nissan Sunny XV Quiet được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, trong khi Mitsubishi Ace 2020 không có. Về cơ bản, trang bị tiện nghi của hai mẫu xe tương đương nhau. Tuy nhiên, Nissan Sunny XV Quiet được trang bị gương chiếu hậu trong chống chói và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Ace CVT 2020 sử dụng đèn chiếu sáng LED, trong khi Sunny XV Quiet vẫn sử dụng đèn halogen. Nissan Sunny XV Quiet sử dụng đèn chiếu sáng halogen, trong khi Ace 2020 đã được trang bị đèn LED. Với mức giá chênh lệch không quá đáng kể 5 triệu đồng, Mitsubishi Ace CVT 2020 và Nissan Sunny XV Quiet đều là hai mẫu xe trong phân khúc sedan hạng B có giá bán hấp dẫn, đi kèm một số trang bị công nghệ tiện nghi cũng như an toàn vừa đủ, chi phí sử dụng ở mức thấp, phù hợp với nhiều gia đình Việt Nam hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, tùy mục đích sử dụng cũng như niềm yêu thích đối với mỗi loại công nghệ mà khách hàng có thể chọn cho mình mẫu xe phù hợp. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.